Trân trọng kính chào tái ngộ quý khán giả thân mến đến với việc Face Today cùng Thay La Diệp và anh Dũng trong ngày hôm nay thứ sáu cuối tuần thưa quý vị ngày 11 tháng 12 năm 2020. Xin kính gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến cùng tất cả quý khán giả thân mến. Xin chào Thay Lê. Dạ xin kính chào anh Dũng, xin kính chào quý vị. Ủa, ở anh đây không biết thường thường nếu mà cặp mắt của mình mà cứ chảy nước mắt hay là hay là nó cứ ngứa như vậy đó, đó, đó là ừ. bệnh gì vậy? Là allergy. Allergy hả? Uh ừ. coi chừng coi Ờ, có thể uh, chung quanh mình trong nhà mình chung quanh nhà mình có những cái cây thông cao hoặc là có nhiều bụi hoa thì nó có thể có bị phấn hoa hoặc là bị phấn thông miễn sợ allergy thôi chứ lúc này quý vị thấy rằng là trong mùa đông á hãy mà bị cái gì xíu mình cũng sợ hết chứ sợ cái gì <laughs> sợ nhiễm ông sao đâu bạn tôi thấy giữ kỹ rất mà rất rất là kỹ càng đi trong xe cũng lúc nào cũng có sanitizer phải không ạ có sanitizer rồi cũng đi đeo ra ngoài thì đeo khẩu trang có, ừ, có đeo, đeo khẩu trang và, và còn trẻ nữa và tôi cố gắng là né những nơi đám uh, đông phải không đám đông mà ví dụ như là nhiều khi cũng thấy có rất nhiều người đi xuống hơn beach thích đi biểu tình đó mình ừ. cũng muốn xem qua đó là cái không khí như thế nào nhưng mà sợ quá không dám đi xuống tôi đó. có một số người quen cũng có tham gia vào những cái cuộc đó thì cũng có một vài người cũng đã nhiễm covid 19 chín trong cái, những cái ngày đó nhưng mà thật, thì không tiện nói ra thôi thành ừ. ra đó cũng là cả điều mà chúng ta cũng cần phải lưu ý khi chúng ta tham gia vào những đám đông và không đeo khẩu trang thì đó là cái điều rất là quan trọng mà chúng ta cần lưu ý À, vâng thưa quý vị để mở đầu phần tin ngày hôm nay trước hết là một bản tin cũng khá ngộ nghĩnh đây là một cái bản tin từ uh, cơ quan uh, hàng không dân sự của trung quốc họ đã đưa ra một cái quy định mới uh, trong những ngày vừa qua đó thì uh, cơ quan này cũng đã đưa ra những cái hướng dẫn mới cho các uh, nhân viên phi hành đoàn trên các chuyến bay hoặc là ngay cả các cái phi trường làm sao để có thể tạo được những cái mùi thơm khử được bớt những cái mùi hôi ở trong khu vực phi trường và ngay cả trên máy bay thì trong một cái danh sách dài những việc cần thiết phải làm đó thì một trong những cái điều mà làm nhiều người cũng thấy ngạc nhiên đó là họ khuyên rằng các nhân viên phi hành đoàn của một chiếc phi cơ đó thì nên sử dụng tả mặt tả À, là một trong những cái biện pháp mà họ cho là để để giúp cho cái phi cơ nó có cái mùi à, không có bị mùi hôi. Uh, vì sao lại đưa ra cái vấn đề này thì họ nói rằng là chúng ta đều biết là các cái khu vực nhà vệ sinh ở trên máy bay là những cái nơi mà có nhiều vi trùng nhất và nó có thể dễ đụng chạm và uh, các họ mặc tả như vậy đó thì các phi hành đoàn sẽ không có phải đi vào để mà trong cái, các cái toilet thường xuyên ở trên chuyến máy bay của mình và như vậy thì họ sẽ được giữ được an toàn và đồng thời uh, không biết là giữa cái việc đeo tả và cái việc khử mùi nó có liên quan gì với nhau mà là họ lại đưa ra những cái lời khuyên là các phi hành đoàn nên mặc tả thành ra mà chúng ta cũng biết đó nhà vệ sinh trên máy bay là nơi mà dễ bị lây truyền lắm tại vì mỗi người cứ vờ vào, vào rờ vào đụng cho nên là các hãng hàng không họ cũng thiết kế tái thiết kế lại cái phòng vệ sinh ở trên máy bay làm sao để cho người vào sử dụng tránh tối đa cái việc phải tiếp xúc trực tiếp với các cái vật dụng ở trong phòng vệ sinh này À, vâng chủ yếu là là về vấn đề đừng có bị lây nhiễm nhưng mà Trung Quốc mình đưa ra những cái uh, những cái ý kiến thì thông thường họ cũng không có quan tâm đến cái sự uh, uh, cái sự nhân đạo của con người đúng không uh, đi uh, máy bay một hai tiếng thì uh, nếu mà trong trường hợp mang cả thì thôi cũng được uh, còn nếu mà thí dụ đi đi bay uh, đường từ, dài mười mấy tiếng hả? đường dài thí dụ bay từ Bắc Kinh mà sang qua bên San Francisco mười mấy tiếng thì uh, thôi thì nó 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 nó, nó cực quá uh, và thưa quý vị cũng uh, trong uh, ngày hôm qua sau đây xin mời quý vị theo dõi một số cái lời phát biểu của phó tổng thống Mike Pence khi mà ông tới tiểu uh, bang Florida trong ngày hôm qua để mà tham dự một cái uh, hội đồng uh, liên quan đến vấn đề không gian và trong cái cuộc họp này ông có đưa ra hai nhận xét nhận xét đầu tiên ông nói rằng là hiện nay Hoa Kỳ đang gặp nhiều cái sự thách thức nhưng mà ông cũng nói tới để mà nói về uh, cái uh, cái tiến triển của chiến dịch thần tốc Operation Warp Speed mà ông nói rằng là uh, sẽ Uh, phê chuẩn coi như là vaccine cho người Mỹ trong uh, chỉ đội dung vài ngày thôi. khi thì khi thứ vị khi mà ông nói này thì trong ngày hôm qua một cái ủy ban cố vấn của FDA cũng đã uh, công nhận cái vaccine của uh, Pfizer rồi uh, và đang chờ FDA chính thức uh, bật đèn xanh để mà phân phối vaccine này ra và ông nói rằng là hiện nay cái uh, đất nước này đang gặp nhiều cái sự thách thức uh, vì vấn đề uh, đại dịch mà họ đang cần cái vaccine ngay lập tức đó là một cái lời phát biểu liên quan đến vấn đề uh, dịch bệnh. Và cái việc thứ hai mà ông Mike Pence nhấn mạnh rằng là uh, Tổng thống Donald Trump đã ban hành uh, chính sách không gian quốc gia và với chính sách không gian quốc gia này, uh, nước Mỹ sẽ được có được sự định hướng uh, đối với các cơ quan hành pháp về các hoạt động ở trên không gian. Ông cũng nhấn mạnh rằng là không gian rất là quan trọng đối với uh, an ninh và cách sống của người Mỹ và đồng thời đưa ra các nguyên tắc căn bản để mà đưa nước Mỹ lên hàng đầu. Dù nghe tại không gian thì chính sách của chính quyền Trump vẫn để là American First, Mỹ phải là người mà là lên không gian trước và nắm nhiều ảnh hưởng nhất trong vấn đề không gian hiện nay. Trong khi đó thì cũng trong ngày hôm qua, thưa quý vị, Chủ tịch của khối thiểu số Thượng viện, ông Chuck Schumer cũng đã có một cái buổi đăng đàn ở tại Thượng viện và trong đó thì ông có bài diễn văn trong đó lên án mạnh mẽ các nỗ lực mới nhất của đảng cộng hòa nhằm lật ngược kết quả của cuộc bầu cử à, chúng ta thấy rằng trong cái ngày ông cái lời tuyên bố của ông như sau ông nói là hôm nay thật là đáng kinh ngạc 17 bộ trưởng tư pháp của đảng cộng hòa à, đã gặp tổng thống donald trump để thảo luận về vụ kiện vô trách nhiệm và tuyệt vọng của họ nhằm mục đích lật ngược ý chí của người dân theo nghĩa đen với lý do là họ không thích kết quả à, đã có và điều này thì quá nực cười, không có tòa án nào ở đất nước này nhận thấy bất kỳ những cái tuyên bố nào của tổng thống Donald Trump uh, liên quan đến cái việc gian lận bầu cử uh, một cách tràn lan là đáng tin cậy, không có quan chức bầu cử cấp tiểu bang nghiêm túc nào của đảng dân chủ và đảng cộng hòa nhận thấy rằng những cái điều này đáng tin cậy và người ta không tìm thấy một cái mẫu bằng chứng nào có thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của nó, thay vì chấp nhận sự thật đơn giản rằng ông Joe Biden sẽ là tổng thống tiếp theo của Hoa Kỳ. À, thực tế là có những thượng nghị sĩ và thành viên trong quốc hội đang ngồi ngoài thích phá hoại nền dân chủ của chúng ta bằng cách tạo ra những thuyết âm mưu ngông cuồng. À, và Trong đó, à, Tổng thống Donald Trump cũng đưa ra những cái thuyết ừ, giả thuyết về một cuộc bầu cử bị đánh cắp. Đó là nguyên văn cái lời của ông Chuck Schumer đã tuyên bố trong một cuộc họp tại Thượng viện trong ngày hôm qua. Và thứ quý vị, cũng trong ngày hôm qua thì đã có hơn 100 dân biểu liên bang thuộc đảng Cộng hòa à, viết một cái thỉnh nguyện thư để mà gửi đến tối cao phát viện cho biết rằng là họ ủng hộ cái đơn kiện của tư bang texas nhằm lật đổ hay là thay đổi kết quả bầu cử tại bốn tư bang chiến địa mà chúng tôi đã thường xuyên tường trình à, thì à, trong trong ngày hôm nay thưa quý vị à, tổng thống donald trump dự trụ cũng sẽ hay là đã có một cái um, uh, cái cuộc uh, dùng cơm trưa uh, với uh, nhiều bộ trưởng tư pháp cấp tiểu bang hầu hết là đảng cộng hòa trong ngày hôm qua thay là gì cũng đã tường trình về cái việc rằng là bốn tiểu bang mà hiện nay đang bị kiện đó họ cũng đã trả lời rồi và bên kia thì họ cũng có khoảng chừng 20 mươi tiểu bang và cũng như là các lãnh thổ của nước mỹ để mà binh vực cái đơn của họ nước mỹ hiện nay đang chia rẽ một cách rất là rõ ràng ngay ở phía giữa và chúng ta đang chờ xem coi là trong ngày hôm nay hay là trong ngày, trong thứ hai tuần tới tối cao pháp viện sẽ có những phản ứng như thế nào về cái đơn kiện của Texas và cũng như là cái đơn trả lời của bốn tiểu bang mà Texas đang kiện hiện nay. <laughs> Cái việc mà hồi đáp của tối cao pháp viện nó sẽ diễn ra cái thời hạn nào? Tại vì chúng ta thấy là 3 giờ chiều ngày hôm qua đó là hết hạn để nhận, nhận tiếp tục những cái đơn, đúng không ạ? Nhưng mà ít ra thì chúng ta cũng phải có biết là tối cao pháp viện sẽ trả lời vào khoảng thời gian nào để cho các vị đại cử tri đoàn còn có thể chuẩn bị cho cái cuộc bỏ phiếu diễn ra vào ngày thứ hai? À, họ chưa có nói là họ sẽ trả lời vào cái thời điểm nào cả. Uh -huh. à, nhưng mà chúng ta biết rằng là ít nhất là trong 4 tiểu bang mà đang bị kiện hiện nay đó, Wisconsin, Dự trù sẽ để cho 10 đại cử tri đoàn của họ đi bỏ phiếu vào trưa ngày thứ hai sắp tới, trưa ngày thứ hai khoảng là giờ địa phương của tiểu bang Wisconsin. <laughs> Sau qua một bản tin liên quan đến tạp chí Time, quý vị thì thường năm tạp chí này vẫn thường đưa ra những cái gương mặt nổi bật ở trong năm để bình chọn cho họ là nhân vật ở trong năm. Thì năm nay không là một gương mặt mà là hai gương mặt thưa quý vị. Quý vị đang thấy trang bìa của tờ, 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 tạp chí Time à, đưa hình ảnh của Tổng thống đắc cử Joe Biden và Phó Tổng thống đắc cử bà Kamala Harris. Đây là hai nhân vật đã chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020 tại Hoa Kỳ và à, hình ảnh của họ đã được duyệt để bảo bầu thành là gương mặt nhân vật của năm. Chúng ta biết là trong cái cuộc đắc cử vừa rồi đó thì à, bà Kamala Harris chính thức trở thành người phụ nữ đầu tiên là vào chức vụ phó tổng thống, đồng thời cũng là một người gốc da đen và là người gốc Nam Á đầu tiên à, nắm giữ chức vụ này của Hoa Kỳ. À, tất cả mọi điều còn đang ở phía trước, tuy nhiên à, năm nay thì tạp chí Time đã đưa ra hai gương mặt này để bầu chọn là nhân vật của năm. À, bên cạnh đó thì người ta cũng, cái bản tin cũng nêu lên một cái cái sự đáng chú ý đó là vào năm 1938 thì tạp chí này cũng đã bầu chọn cho gương mặt của ông Adolf Hitler vào năm đó là gương mặt của năm nhân vật của năm. À, trong khi đó thì năm nay uh, liên quan đến vấn đề thể thao thì cầu thủ LeBron James đã được bầu làm là uh, lực sĩ của năm và uh, tạp chí này cũng đã uh, gia trao cho nhóm nhạc pop nam hàng Uh, nhóm BTS tức là nhân vật uh, giải trí của năm trong uh, các cái uh, giải liên quan Vâng, thưa quý vị uh, trở, trở lại với các tin uh, tức liên quan đến cái uh, việc mà, mà là, uh, hỗ trợ hay là trợ giúp cho các doanh nghiệp nhỏ đó thì trong uh, tuần này uh, một uh, vị dân biểu liên bang tên là Shelley Pringle hiện nay đang kêu gọi một cuộc điều tra uh, về những tiền uh, cứu trợ uh, được À, cho một cái nông trại ở tại tiểu bang miền um, vay mượn, mà cái nông trại này nó hoàn toàn là nó không có tồn tại à, hiện nay à, có lẽ là nhiều người cho rằng là việc này nó dính líu đến một cái cặp vợ chồng tại tiểu bang Florida à, có được một cái một cái đơn báo cáo về một cái loan mà họ nói rằng là họ chưa bao giờ uh, apply chưa bao giờ xin cái loan này mà họ cũng chưa bao giờ nhận được số tiền nữa à, nhưng mà họ nói rằng là họ lại bây giờ là nhận được Uh, một cái tờ một cái invoice. một invoice nó rằng là bây giờ, đó để bắt đầu nợ. từ ngày uh, 9 tây tháng giêng năm 2021 thì quý vị phải đóng mỗi tháng là 731 đồng họ nói, ủa hồi lâu bây giờ mà mà đi vay tiền để mà cho cái nông trại nào ở tứ bang miền đâu uh, thì đây cũng là một trong những cái trường uh, trường hợp mà gọi là lường gạt uh, mạo nhận uh, uh, danh tính của người khác để mà vay tiền uh, gạt gẫm chính phủ ở trong cái thời gian covid khi người ta người ta đến tìm hiểu xem cái địa chỉ được ghi trên cái 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 hóa đơn này, cái statement này gửi cho hai vợ chồng đó thì người ta tha khám phá ra đó là một cái vòng phòng bán bảo hiểm thôi, quý vị. À, thành ra sự việc sẽ còn tiếp tục điều tra. Đây là hai vợ chồng nhận được cái statement mình không bao giờ à, nộp đơn mượn nợ. À, trong khi đó thì trở lại với vấn đề Covid 19 thì một số các cái bệnh viện ở tại California hiện nay đã quá tải đến mức cái mức rất là báo động. À, chẳng hạn một cái bệnh viện nằm ở miền Trung California đã báo cáo rằng họ cái khu vực ICU của họ chỉ có sức chứa là 4 giường bệnh để dành cho bệnh nhân Covid-19, nhưng hiện nay thì họ phải điều trị đến những 11 bệnh nhân Covid-19 và đây là một cái điều mà nói lên là cái 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 mức độ những người lây nhiễm Covid-19 dương tính và cần phải điều trị một cách đặc biệt cộng thêm với những cái người cần phải sử dụng máy thở, đó, máy trợ thở thì đã lên cái mức đáng báo động nó vượt quá cái sức cho nên là hầu hết là các bệnh viện ở tại california đều lên tiếng báo động rõ ràng và mong rằng là tất cả mọi người chung quanh phải nhận thức vấn đề một cách rõ ràng hơn để làm sao cố gắng để giữ gìn và làm đúng theo những cái điều mà cdc đã đưa ra để chúng ta có thể tránh làm mầm mống gây lây lan cho cái dịch bệnh này trong những ngày sắp tới và đặc biệt như trong bản tin hôm qua đó là vào cái mùa giáng sinh năm nay thì các giới chức y tế cũng kêu gọi là chúng ta nên hạn chế tối đa các cái việc tiếp xúc gặp gỡ trong gia đình vì những cái con số từ sau cái ngày lễ Thanksgiving thì nó đã chứng tỏ rằng là đã có cái sự lây lan đáng kể trong cái dịp mà người ta gặp gỡ nhau trong cái dịp lễ Thanksgiving. Vâng, thưa quý vị, trở lại với Hoa Thành Đốn thì hiện nay các nhà lập pháp ở đây đang tiến gần đến cái thời hạn chót để mà thông qua cái ngân sách cho chính phủ liên bang và cũng như là một cái gói một cái gói cứu trợ một cái gói tài chính để mà cứu nguy cho những người đang bị ảnh hưởng bởi covid 19 cái gói ngân sách đầu tiên thì sẽ hết hạn vào 12 giờ đêm ngày hôm nay thưa quý ông Rand Paul đó, là cái người mà không muốn thông qua cái dự luật để mà cung cấp ngân sách quốc phòng vì ông bất đồng với một số các tu chính án trong dự luật này À, và không ông này cũng không phải là người nhếch mà có những cái vấn đề với những cái dự luật đang được cứu xét à, ông Bernie Sanders thì cũng lại có một số cái ý kiến riêng nữa ông nói rằng là muốn à, người dân phải có được một cái tấm chi phiếu 1.200 Mỹ kim à, giống như là chúng ta đã từng nhận ở trong thời gian trước đây nói chung là bây giờ là hiện nay có rất nhiều cái ý kiến nhưng mà không có cái phe nào mà đủ à, cái đa số để mà thông qua một cái phiên bản mà có thể Uh, uh, giúp được cho người dân hay là đưa cái luật này đến cho tổng thống Donald Trump uh, ký kết uh, trước uh, khi mà quốc hội phải uh, bế mạc uh, vào tháng này. Uh, hiện nay có một số uh, người cho rằng là nếu mà không có khéo, đó, nhiều khi là họ phải ở đây cho tới giáng sinh thì mới được về hay là nhiều khi sau giáng sinh nữa, uh, thì quý vị thấy rằng rằng là cái vấn đề mà gọi là gói cứu trợ Covid-19 thì nếu mà muốn giải thích là tại sao mà bây giờ đến nó vẫn còn kẹt thì chắc cũng phải gần đến 15-20 phút để mới giải thích kịp nhưng mà nhưng mà nó nói tóm gọn rằng là hiện nay hai bên bất đồng ý kiến về cái việc là cung cấp ngân sách cho các chính quyền tiểu bang về địa phương và có đưa ra những cái bảo vệ pháp lý cho uh, cho gì đó cho các doanh nghiệp nhỏ không bị kiện tụng vì vấn đề covid 19 hay không uh, còn cái vấn đề mà uh, hạn hạn chót để mà thông qua một cái gói ngân sách một tuần đó để mà cho các nhà lập pháp có thêm thời gian đàm phán sẽ kết thúc vào khuya ngày hôm nay. Một số các cái tiểu bang ở trên Hoa Kỳ cũng đã đưa ra một số các cái quy định chặt chẽ hơn liên quan đến cái việc phòng ngừa COVID-19. Chẳng hạn như tại Oklahoma, Pennsylvania và Virginia đã thông báo những cái quy luật chặt chẽ hơn thưa quý vị chúng ta vẫn biết rằng cho đến ngày hôm nay thì toàn quốc Hoa Kỳ đã ghi nhận 221.267 trường hợp nhiễm COVID-19 vào ngày thứ tư và đã có con số tử vong kỷ lục là 3.124 cao nhất trong từ hồi đại dịch đến bây giờ. Đây là những số liệu từ Đại học John Hopkins đã đưa ra. Ngoài ra thì họ cũng ghi nhận là 107.248 người thì đã phải nằm bệnh viện với các cái trường hợp COVID-19 trầm trọng. Đây là những cái con số mà đại học John Hopkins đã đưa ra trong ngày hôm qua cho nên là người ta các tiểu bang đã đưa ra thêm một số các quy định chẳng hạn như thống đốc tiểu bang Oklahoma thì đã cập nhật một số các cái quy định hành pháp liên quan đến cái việc ngăn ngừa này và đã giảm tối thiểu là những cái sinh hoạt họp mặt, đều phải giảm xuống còn 50% mà thôi. Tuy nhiên các trung tâm thờ phượng và nhà thờ thì sẽ là cái vấn đề ngoại lệ. Các giới hạn này ở trong nhà thì sẽ dành cho các cái trận đấu thể thao không cho các trận đấu thể thao diễn ra ở trong khu vực không gian ở trong nhà. Các quán bar, nhà hàng cũng phải đóng vào lúc 11 giờ tối, ngoại trừ là những cái nhà hàng drive-through và và uh, to go. Pennsylvania thì bắt đầu vào ngày thứ bảy này các nhà hàng sẽ hoàn toàn không được cho phép ăn uống ở trong nhà hàng nữa. Thống đốc Tom Wolf cũng đã đưa ra một số các cái quy định mới liên quan đến vấn đề này và cũng đã đưa ra lời kêu gọi là cần phải tất cả mọi người trong ba tiểu bang kể trên cần phải tuân theo các cái điều quy định của CDC để hạn chế tối đa cái việc lây lan. Vâng. Và bản tin cuối cùng trước khi chúng tôi đi vô vào, vào các phần tin đáng chú ý. Đó. À, liên quan đến việc rằng là trong uh, ngày hôm qua uh, đã có đến gần đến 18-19 uh, tiểu bang uh, đã uh, cùng với nhau lại uh, gửi đơn ủng hộ cái đơn kiện của tiểu bang Texas. Uh, cái việc này chúng tôi không nhớ rằng là mình có nói uh, chưa trong trong ngày hôm qua. Uh, nhưng mà một, một trong những năm tiểu bang đó bao gồm tiểu bang Missouri và những tiểu bang uh, nào mà cái người tổng chưởng lý hầu hết là viên theo đảng Cộng Hòa. Uh, và cũng song song với việc đó, trong ngày hôm qua, Uh, khu vực Hoa Thịnh Đốn uh, cũng uh, và 20 tiểu bang và lãnh thổ khác uh, cũng đệ đơn lên tòa án tối cao pháp viện để mà ủng hộ uh, cho uh, 4 tiểu bang mà đang bị kiện hiện nay. thì chúng ta như lời hồi nãy mà thay lời gì với anh Dũng có bàn đó. là giờ mình phải đợi uh, đợi của tối cao pháp viện sẽ phản ứng như thế nào về cái lập luận giữa hai bên. Uh, họ sẽ có một cái quyết định trước. thứ nhất là họ có thụ lý đơn này hay không đã. nếu mà họ thụ lý cái hồ sơ này thì đây được xem là một cái thắng lợi uh, ban đầu cho tổng thống Donald Trump. Rồi sau đó thì họ sẽ nghe cái, cái lập luận cụ thể của hai bên. Nếu mà họ không thủ cái đơn này uh, thì họ sẽ đưa ra những lý do tại sao. Còn nếu mà họ không thủ cái đơn này mà họ đưa ra một cái lý do nó kỹ thuật đó. lấy ví dụ là uh, uh, tiểu bang này không có thẩm quyền để mà kiện tiểu bang kia về vấn đề vấn đề bầu cử thì đó là một chuyện khác nữa. Uh, nhưng mà phải đợi cái, trong ngày hôm nay cũng như là tới ngày thứ hai trong của tuần tới. Cái điểm nhấn của cái bản tin này thưa quý vị Đó là cái việc mà Missouri đứng đầu cái nhóm 5 tiểu bang Những cái tiểu bang này trong, nó nằm trong cái danh sách của 19 tiểu bang Trong những ngày vừa qua để hậu thuẫn cho cái đơn kiện của Texas à, Thì năm tiểu bang này đã cùng nhau để đứng Và kể như là họ sẽ đứng trở thành là uh, nguyên đơn Chứ không còn là với cái tư cách là của 19 tiểu bang ủng hộ cho Texas Thành ra nó có hai cái điều khác nhau đó là năm tiểu bang này sẽ trở thành nguyên đơn và không phải là những dư luận những tiểu bang mà có những cái tiếng nói mạnh mẽ từ bên ngoài để hỗ trợ cho cái lá đơn của Texas mà họ trở thành nguyên đơn cùng với Texas. Đó là cái điều khác nhau ở trong cái bản tin này. Vâng thưa quý vị, bây giờ chúng tôi mời quý vị bước vào với chuyện trong ngày. Chuyện trong ngày trở lại cùng quý khán giả thân mến. Kính thưa quý vị, 14 tháng 12, tức là ngày thứ hai tuần tới, sẽ là thời điểm quyết định để cho người ta theo dõi về kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ sẽ được diễn ra như thế nào. Qua kết quả của cuộc bỏ phiếu của các đại cử tri đoàn, gồm 538 vị. Tính cho đến giờ phút này thì mọi sự chú ý vẫn đổ dồn vào lá đơn kiện của tiểu bang Texas và người ta cũng ghi nhận rằng đã có 17 tiểu bang chính thức đứng đằng sau đơn kiện này để ủng hộ cho tiểu bang Texas về việc kiện lại các kết quả có thể lật ngược kết quả bầu cử. Tuy nhiên bên cạnh đó thì người ta cũng ghi nhận là có một số tiểu bang khác cũng đã có những cái lời phản bác, đặc biệt là bốn tiểu bang bị kiện. Họ cũng đưa ra những cái lý lẽ và cho rằng tại sao và họ không hiểu tại sao đứng trên cơ sở nào tiểu bang Texas lại đưa ra cái đơn kiện này đặc biệt chẳng hạn như thượng nghị sĩ của Texas là ông John Cornyn thuộc đảng Cộng Hòa. Ông nói rằng không hiểu nổi tại sao là Bộ trưởng Tư pháp Ken Paxton lại tin rằng là giới chức tiểu bang nên lên tiếng về việc các tiểu bang khác thực hiện cái công việc bầu cử của riêng tiểu bang của họ như thế nào. Và ông nói là điều này là một cái điều thật sự bất thường khi một tiểu bang đứng ra để kiện một tiểu bang khác về các cái phương thức tổ chức bầu cử tại tiểu bang của họ. Những cái sự kiện mà chúng ta theo dõi trong những ngày vừa qua có lẽ làm cho chúng ta rất hoang mang và không hiểu đâu là những tiểu bang nào ủng hộ và những tiểu bang nào là những tiểu bang không ủng hộ Texas. Và kết quả của nó sẽ như thế nào trong những ngày sắp tới dựa thêm cái quyết định của tối cao pháp viện và liệu cái quyết định này có đưa ra trong ngày hôm nay hoặc là ngày mai hoặc là ngày mốt chúng tôi mời quý vị theo dõi thêm với phần phân tích của Thầy Lê Dịp uh, thưa quý vị uh, có lẽ là nếu mà quý vị uh, cảm thấy hơi confused về cái số lượng tiểu bang của hai bên đó, thì uh, chúng tôi cũng không có uh, lấy làm gì lạ tại vì uh, trong uh, từ cái ngày mà Texas để đơn kiện sau đó thì uh, những tiểu bang có khuynh hướng bảo thủ uh, hay là những tiểu bang mà uh, có cái vị thống đốc hay là bộ trưởng tư pháp là theo đảng cộng hòa À, thì vì là họ họ muốn ủng hộ cái đơn của, của tiểu bang Texas hay là họ bị sức ép của những cái người cử tri trong tiểu bang đó ở trong đảng cộng hòa mà thúc đẩy họ gia nhập vô cái vụ kiện này thì quý vị thấy rằng là bây giờ một bên đã có đến 17, 18 tiểu bang à, cũng tương tự như vậy à, bên dân chủ hay là bên cấp tiến thì họ cũng có những cái tiểu bang à, để đơn ra để mà kêu gọi rằng là tối cao pháp viện nên à, từ chối nghe cái đơn kiện của tiểu bang Texas thì hôm qua chúng tôi cũng đã đưa tin rằng là District of Columbia, California, New York vân vân đi xuống tới quy tính luôn các lãnh thổ là khoảng chừng 20 20 đơn vị đã đệ đơn một gọi là muốn binh vực cho bốn tiểu bang chiến địa mà đang bị kiện hiện nay. Thì theo cái sự hiểu biết cá nhân của tôi đó, những cái đơn kiện của từng tiểu bang hay là những cái lá thư ủng hộ cái đơn kiện của từng tiểu bang này nó mang cái tính cách chính trị và cái sự biểu tượng nhiều hơn là cái trọng lượng của về vấn đề pháp lý. À, không phải là à, cái, cái đơn kiện nào mà có nhiều người ủng hộ hơn thì cái đơn kiện đó nó sẽ vững chắc về vấn đề pháp lý à, nó đây là nó chúng tôi xin lặp lại nó mang cái tính cách chính trị nhiều hơn à, tính cách chính trị đây là sao là phải phải uh, tỏ ra một cái lập trường hẳn hồi là bên nào là bên bạn và bên nào là bên thù địch thì cứ vị thế rằng là trong cũng trong ngày hôm qua À, cả trăm dân biểu uh, liên bang theo đảng cộng hòa cũng đã viết một cái uh, một cái tín nguyện thư kêu gọi rằng là tối cao pháp viện nên uh, nên hủy bỏ kết quả bầu cử của bốn tư bang chiến địa mà đã ghi điểm trong Joe Biden thì thưa quý vị uh, có rất nhiều dân biểu họ biết rằng là họ ký vô nó mang cái, cái tính cách biểu tượng nhiều hơn là cái trọng lượng pháp lý nhưng mà nếu mà họ không ký vô những cái đơn này thì có lẽ là cái khối cử tri à, trong địa hạt của họ sẽ bất mãn cái chuyện này và một số người thì sẽ sử dụng cái chuyện này để mà gọi là à, ra mà, mà gọi là hô hào vận động tranh cử riêng cho mình nữa thì Thứ anh bây giờ trở lại với với những cái tiểu bang mà gọi là bây giờ họ 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 uh, tranh đua với nhau để mà gọi là đứng vào bên nào đó thì coi như là các đó cũng đã, cũng đã xong rồi à, bên bên cộng hòa cũng có thể làm bên dân chủ cũng có thể làm chuyện tương tự như vậy cái vận cuối cùng làm việc tối cao pháp viện nghĩ như thế nào về cái lập luận của tư bang Texas và cái câu trả lời của bốn tư ban kia mà thôi và chúng ta chỉ có phải chờ đợi tiếp chứ không có làm gì hơn nữa thưa anh như vậy là vẫn là chờ đợi chờ đợi và chờ đợi phải không ạ tuy dạ nhiên mà. có một số các cái lý luận ở trong một cái bài viết của Politico đưa ra trong ngày hôm qua đó thì người ta thấy là một số các cái thượng nghị sĩ của cả hai đảng người ủng hộ người chống mà nó nằm một cái điều đặc biệt là chẳng hạn một số người chống cũng là thuộc đảng cộng hòa mà một số người ủng hộ cũng thuộc đảng dân chủ tức là hai cái việc này nó làm cho người ta thắc mắc là tại sao lại có cái vụ kiện này tuy nhiên những cái câu hỏi trước tòa án trước tối cao pháp viện đó, là liệu tiểu bang texas có được phép nộp hồ sơ vụ kiện của mình hay không đó là một cái câu hỏi mà người ta đặt ra là với cái tư cách là mà như hồi nãy ông Cornyn cũng nói đó một tiểu bang này có thể thắc mắc về các cái phương thức tổ chức bầu cử của một tiểu bang khác hay không và điều đó nếu giải đáp được câu hỏi đó thì rõ ràng là cái đơn kiện này nó sẽ có giá trị như thế nào không trước tối cao pháp viện. Dì vâng, uh -huh. à, và cái, cái câu trả lời đó thì thật sự chưa ai biết cả, à, tại vì ở xưa nay cái vấn đề bầu cử nó vẫn là một cái vấn đề ở tại địa phương và chúng ta không có một cái uh, bộ luật liên bang uh, nó đưa ra một cái gọi là cái một cái uniform election code một cái luật tổng tổng quát cả Ở xưa nay mỗi địa phương là họ sẽ có cái cách thức uh, tổ chức bầu cử riêng của họ thì uh, không uh, thì chắc là có lẽ là nếu mà tất cả phát viện uh, đồng ý với cái lập luận của tôi bang Texas đó, thì nó là một cái chuyện nó sẽ thay đổi cái cuộc diện uh, bầu cử của đất nước này Nên là từ nay chúng ta sẽ có một cái uh, một cái gì mà gọi là nó 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 chung hơn nó tổng quát hơn chứ không phải là mỗi 50 địa phương 50 mươi tư bang thì muốn làm gì thì làm uh, thì thưa anh cái đó thì uh, bây giờ uh, uh, anh Dũng và cũng như tôi đó không phải là những chuyên gia về, về vấn đề pháp lý, dạ vâng. mà cũng như là à, hiện nay à, những nhà pháp lý à, hay là những bình luận viên về vấn đề mà gọi là, 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 là luật lệ của Mỹ đi của những đại Mỹ, họ cũng chỉ thế nào mà à, đưa ra cái ý kiến của họ thôi. Còn cái phần quyết định như thế nào thì chúng ta vẫn phải chờ, à, chờ xem rằng là à, tối cao pháp viện hiện tại hay là những người tham phát hiện tại họ có muốn đổi cái nội quy hay là họ muốn đổi cái cái tác cái cái, cái, cái cái truyền thống làm việc liên quan đến vấn đề bầu cử ở tại nước Mỹ hay không, uh -huh. à, hay là họ muốn nói, họ họ muốn giữ nguyên như vậy. Nếu mà họ muốn giữ nguyên mà họ nghĩ rằng là cái quyền quyết định về vấn đề bầu cử là cái cái sự mà gọi là tự uh, tự chọn của mỗi tiểu bang đó, thì cái đơn kiện của tiểu bang Texas nó không có mang giá trị. À, dĩ nhiên là bên Texas thì họ lập luận rằng là đây là một cuộc bầu cử liên bang, cho nên là những chuyện gì mà ở bên Wisconsin, Pennsylvania, Georgia và, và Michigan làm đó, nó ảnh hưởng đến tôi luôn, uh -huh. cho nên là tôi có quyền kiện cái việc này. Uh -huh. à, thì đó là cái là một cái chuyện khác nhưng mà người ta sẽ nói rằng là ủa, nếu mà à, nếu mà thí dụ Texas không thích à, những cái chuyện mà những cái bang này làm đó thì tại sao năm ngoái không kiện Đợi bây giờ thì mới kiện uh -huh. à, đó là thì cũng là à, nhiều cái khía cạnh mình để chúng ta tham khảo thêm à, trong cái bài viết của Politico đó ngày hôm qua thì họ cũng viết một cái đoạn như thế này tòa à, tối cao pháp viện có thể quyết định xét xử vụ kiện mà không cần phán quyết về giá trị hoặc có thể bác bỏ hoàn toàn năm thẩm phán trong đó phải đồng ý cho vụ kiện được tiếp tục là các thẩm phán có quan điểm khác nhau về việc liệu tòa án có phải xem xét mọi hồ sơ gốc của một tiểu bang để chống lại tiểu bang kia hay không. Quyết định về việc xét xử vụ việc này có thể sẽ có cái kết quả vào ngày hôm nay thứ sáu hoặc là vào ngày thứ bảy ngày mai. À, à, người ta cũng nói rằng cái, cái vụ kiện ở Texas là một cái nỗ lực mạnh mẽ nhất của các quan chức Đảng Cộng hòa để làm mất hiệu lực cuộc bầu cử và nó nhanh chóng được sự ủng hộ của đảng cộng hòa trên khắp đất nước. À, tuy nhiên, cái việc này thì giáo sư luật học ông Steve Vladek của trường đại học Texas thì ông tuyên bố nếu như Texas làm được điều này thì tòa tối cao pháp viện sẽ phải hủy bỏ một cuộc bầu cử tổng thống mặc dù không có bằng chứng về gian lận hoặc kết quả không chính xác. Hồ sơ tòa án của chu kỳ bầu cử năm 2020 và điều này là một điều thật sự điên rồ. Đó là kết luận của ông Steve Vardek. Và chúng ta cũng chờ xem sẽ nếu bây giờ tất cả mọi thứ đều trông chờ vào quyết định của tối cao pháp viện trong những giờ phút sắp tới. Cảm ơn sự phân tích vừa rồi của Thay Lê Diệp. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của các khán giả và những ngày cuối tuần thật đẹp đến với tất cả chúng ta. Xin chào quý vị và chương trình của chiều nay. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Vietface TV.